Đã khuya, sao nàng chưa đi ngủ? Phu quân, mãi nhìn trăng đối bóng, thiếp liên tưởng đến chàng một thanh gươm miên ngựa dễ dùng, chịu gian khổ để gieo mầm hạnh phúc. Đứng giữa mê linh mà nàng còn nghĩ đến hạnh phúc, chắc hẳn không phải hạnh phúc bé nhỏ tầm thường. Ta về đấy, từ rừng núi Châu Duyên, cũng mang nặng một tình yêu tha thiết. Tình yêu ấy một tình yêu bất diệt, yêu đồng bào, yêu tổ quốc quê hương, lòng càng lo cho hạnh phúc của toàn dân, đâu dám nghĩ đến tình riêng. Ta nhớ lại những đêm dài không ngủ, nghe bên trời dần tiếng giạc kêu sương, nhìn trăng khuya mà tất cả dần dương, nguồn lửa hận nao nung bầu nhiệt quyết, khắc hai chữ diệt thù tên Kim Bao, quyết đạp bằng mỗi chướng ngại phong ba. Rủi gió cao tranh muốn dặm đường xa, hầu báo đắp ơn nhà nở nước. Trên muôn dặm quan là chàng cất bước, tay cầm tay trăng mong chung đôi. Rồi mai đây mỗi kẻ một phương trời, vui chiến đấu và cười trong gian khổ. Phút ly biệt của nghĩa vợ tình chồng, lời dặn dò hãy khắc cốt ghi tâm. Thù nào sâu hơn thù nhân ơi, đôi phen ta muốn nói với nàng những lời nói thân yêu cho thỏa nỗi nhớ mong sao những ngày xa vắng. Nhưng chợt nhớ đến quê hương đang đắm chìm trong cơn lửa loạn, nên tiếng yêu thương bỗng thành ra muôn vàng tiếng câm. Từ đổ quê hương chìm ngập giữa điêu tàn, trước thảm cảnh dầu sôi lửa đỏ, ta nghe lòng mình chan chứa vàng niềm thương. Ta thương từng mảnh đất quê hương, từng mái lá, từng khóm cây bụi cỏ, thương dân sanh linh đầu rơi máu đổ dưới gót xâm lăng tàn bạo của quân thù. Thiếp nhớ lại trong một đêm trăng sáng, cụ Đô Trinh có nói với thiếp rằng cứ nghĩ đến ngày giỗ tổ quốc
cùng những năm trước, không nuôi được tinh đồng mà đêm đêm trằn trọc không tài nào chớp mắt được. Phu nhân ơi, ta đợi một ngày kia giải đất Mê Linh gấp nhặt từng tia lửa để thổi bừng lên ngọn lửa căm hờn. Ngọn lửa đấu tranh đốt sạch lỗ tham tàn, cởi ác nô dung bức xiềng nô lệ để hãnh diện là dân tộc rồng tiên. Tiếng ác thanh bình sẽ vang dậy khắp non sông, ngàn hoa thắm lại tươi cười trước gió, rồi tiếng kim ca trong buổi bình minh rạng rỡ, có tiếng của đôi tim thủ thể chuyện thâm tình. Nhưng lúc khắp đất nước đang bùng lên bức phá xích xiền, thì niềm vui chung của vợ chồng mình sẽ là niềm vui của toàn thể dân Nam. Cần áo ấm hơn thiếp. Nàng cũng nên vào nghỉ sớm, kẻo cảm lạnh gì núi rừng điểm. Phu quân, phu quân đi đường nên cẩn trọng. Bao giờ nàng cũng nhắc ta câu đó. Sắc son một gia đình dặm đường trường gió ngựa tung, gươm bao khắc sâu lời nguyện ước quên mình, rửa sạch mối thù chung. Dăm dài nhưng có nhau kề, dài trong chinh chiến dấu muôn đắng cay chi sờn. Có xa nhau cho ngày mai ta lại gần. Ôi trăng sao trên bầu trời như sáng soi đường ra biên ái, có em dõi theo chân chàng.
phòng thiên sông núi. Nghe từ xa vọng về, ta chung lo ngăn giặc thù, mai một đầy nhìn non sông tươi thắm. Phụ nhân, xin tạm biệt nàng. Tạm biệt phu quân. Vàng quá ta nguyện làm mồi cho lửa đó, để bao chiến sĩ hiên ngang không chậm bước quay hùng. Lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả đã đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa quân anh dũng nổi tống đồng đi, hãy nổi tâm tấn công đi, tấn công đi
trong tiếng cười ngạo nghễ, đến ta tiếng hồng ta kêu reo theo tiếng trống quái hùng. Phu quân, sao nàng chưa dung gươm ra lệnh và nổi hồi trọng thứ ba? Hẳn nàng không quên như mấy lời trọng điểm giả biệt. Gươm bao khắc sâu lời nguyện, quên mình rửa sạch mối thù chung. Quên mình rửa sạch mối thù chung, vậy thì nàng còn chần chờ gì nữa? Mà không nổi tông tấn công đi, hãy nổi tông tấn công đi. Hãy lâm vô nhân, tiếng trống của nàng sẽ là tấm gương sáng để cho ngàn sao hậu thế soi cùng. Trọng thác là chuyện đi về, hợp tan là trò dấu bề, tất cả đều không đáng kể. Ngoài việc phải lo là sự tự tồn của dòng dõi hùng dương.